Má con Trung Quốc nó chơi này, ra đây nha anh em, kẹo uống nước nè. Rồi từ từ đó hơi cao uống nước không? Chị em đi làm công nhân đây nè, cũng mua nha. Đó, giờ tôi phang ra nó trong đây nó chứa nước nè. Ca này ca mới luôn á, chưa bán luôn á. Quay, quay lên đó. Đừng quay mặt mình lên được. Nè, cắm dưới đây nè. Nè, pha tôi lấy nước ở trong đây ra nè. Tôi không có đổ vô đâu. Đó. Thấy nước không? Má đừng mua ca nữa nha, ca đừng mua quắc nha. Đó, đó, thấy nó xì ra không? Tự trong đó đó hả? Ừ. Nó chứa đủ má mấy này nè, nó ra lạnh á. Mình uống riết nó thấm vô bao tử mình ung thư liền đó. Quên má. Đó. Thấy không? Thấy nó chảy ra không? Nè, chứ tôi không có đổ nước đâu. Mà nó là nấu uống à, bình mà mình cái bình đựng nước nè, mà ở bình nè nó bị lỗi rồi phải không? Mình thấy nè nó bị lủng ở trong nè, bây giờ khi nó ra nước nó xì ra mình mới phát hiện. Chứ đâu có phát hiện. Nè. Nó bị lủng. Ra mà nó xì bọt luôn thấy không? Nó bị lủng lỗ đó, đó có lỗ đen đen đó. Nó còn đó, cái nó chảy ra. Nè. Lâu ngày cái bắt đầu cái nước đá rồi nó ra, nó thấm nó ra. Nó tươm ra uống giết chết má con chó chung quá nó cắm ba đồ nhựa ba đồ này chết chết luôn có mấy ông má ổng không luôn mặt hình thay là